Đây, chúng mình dùng màu xanh lá cây, chúng mình sẽ rắc vào những mảng màu chúng mình vừa gậy ra. Đẹp nhỉ, nhìn màu tranh cát đẹp quá, tranh và cát thắm đẹp quá. Rất dễ làm, rất đơn giản. Chào mừng các bạn đến với kênh Bé Bún Tô Màu. Hi, Bún Tô xin chào các bạn. Nắm bắt chào các bạn như nào? À, bác có bảo chào các bạn đi. Chào các bạn. Chào các bạn. Và hôm nay hai bố con bác sẽ chơi trò chơi làm tranh cát máy bay các bạn nhé. Đây các bạn ơi, con cho các bạn xem nhé. Đây, bạn bác có bức tranh máy bay nhá. Thì bây giờ hai bố con cùng làm nhé. Các bạn ơi, bức tranh cát nhá, chúng mình có một miếng để chúng mình thực hành và một miếng nhỏ xíu ở góc để người ta hướng dẫn màu cho mình. Và ở đây chúng mình có rất là nhiều cát, đây, cát sắc màu đây các bạn. Hai bố con bạn bác sẽ làm tranh cát chiếc máy bay để các bạn cùng xem nhá. Vâng. À, được chưa? Bác bóc kéo vào đây cho bố. Khi làm tranh cát đấy, chúng mình làm những mảng to trước và chúng mình sẽ làm từng màu một. À, bây giờ chúng cho mình cho màu đỏ nhá. Đây con đây. Không, mình không gậy, khi nào mình cho màu đỏ xong chúng mình sẽ gậy tiếp. Đây. À, bố lắc giúp bắp nhá. Đây, đây là cách làm tranh cát để các bạn. Chúng mình gậy một mảng màu ra nhá. Sau đó chúng mình sẽ dùng cái thìa, chúng mình xúc cát vào và chúng mình phủ. Và còn bao nhiêu cát thừa thì chúng mình lại đổ vào bát. À, chúng mình có thấy có đẹp không? Đẹp. Đấy, bây giờ nhá, chúng mình đổ vào xem có đẹp không nhá. À, các bạn cùng xem có đẹp không nhá. Đấy các bạn, như vậy nhá, chúng mình đã được một mảng màu nhá, đó là màu đỏ đấy. Và bây giờ chúng mình sẽ làm đến những màu tiếp theo nhá. Cái cánh đây, chỗ này này, ở góc này con ơi. Không, không phải, chỗ đây, đây. Đây, đây, đây. Vâng, đây. Nhất nhá, chúng mình làm hai cánh trước. Ồ, bác giỏi quá. Ồ, bây giờ chỗ bố sẽ cho màu hồng nhá. À không, nhưng mà ở đây bức tranh của mình có màu hồng mà con. À, bạn ấy bảo là màu hồng là màu của chị Bún. Nhưng mà ở trong bức tranh có màu hồng thì chúng mình làm màu hồng. Tại vì mình đang làm theo bức tranh của người ta mà con. Vâng. À. Các bạn có hiểu em bắt bảo gì không? Em bảo là chúng mình làm màu hồng cho chị Bún nhá. Đây các bạn ơi, chúng mình sẽ cho màu hồng vào đây nhá. Và sau đó chúng mình cũng để vào, còn thừa bao nhiêu chúng mình sẽ đổ vào bát. Đấy, rất đơn giản nhá. Đẹp quá. Đây các bạn. Thế là chúng mình đã có mảng màu thứ hai, đó là màu hồng. À, thế bây giờ hai con mình làm màu vàng nhá. Đây, ở những nhỏ nhỏ này. Đây, bố gậy thì đây bố hướng dẫn bắp nhá. Đây, chỗ này này. Vậy đó. Đấy, một chút này. Vậy nhá. Vâng. Không không không, không phải bẻ con. À, định bẻ đôi cho bố à? Đấy, bắp bắp nhấc ra. Bố gậy bắp bắp với tay bắp nhấc. À. Em bắp gậy đi, gậy như bố rồi. Đấy. Đây á. Vâng, đúng rồi. Đấy, bố bắp phải gậy, hơi gậy ra một chút cho bạn bắp nhấc ra cho bạn vui các bạn nhé. Các bạn ơi, mảng màu vàng rất nhiều ô nhá. Đó là những cái ô nhỏ ở thân máy bay đấy. Đây là những cái cửa, người ta thể hiện cái cửa đấy. Những cái ô thoáng này nhìn ra bên ngoài. Và chúng mình cũng phải cần cậy từng miếng một ra, sau đó chúng mình mới cho cát vào được. Các bạn ơi, các bạn có thích xem những video làm tranh cát không? Các bạn xem xong video hãy nhớ đăng ký để thường xuyên theo dõi các video mới nhất của bạn Bắp Bạn Bún nhá. Và các bạn thích bạn Bắp Bạn Bún làm những bức tranh gì, các bạn có thể comment để lại tên nhá. Đấy, vậy là đã được một cái thân ở trên. Để mẹ thử sờ một cái nhá. Uầy, dính thế. Gãy à? Thôi được rồi, bố giúp bắp nhá. Ok. Đây, bố nhấc lên, bắp nhấc lên cho bố. Đây, bắp, bắp lên cho bố. Đấy, con lấy tay bắp nhấc lên cho bố. Đúng rồi, lấy tay nhấc ra cho bố. Đây nữa.
Đấy, bây giờ hai bà con mình cho màu vàng nhá. Đây, chúng mình đắc ở mảng nhỏ hay chưa? Sao vậy? Đây, em bác có thích không? Đây, đây. Đây, của em có một cái thìa đây. Nào, em bác giúp bố. À, bạn bác bạn chỉ thích gậy thôi các bạn. Có hôm thì toàn rắc cáp thôi, có hôm thì toàn gậy vậy. Đây là cao hứng. Vâng, chờ bố rắc cáp màu vàng xong rồi gậy nhá. Khi nào xong màu vàng chúng mình sẽ làm màu gì? Màu tím nhá. Đây, để bố đổ vào. Đâu, để các bạn cùng xem đã. Đây. Đây các bạn, đây là chiếc máy bay hai bố con đã làm được 3 mảng màu, đó là màu đỏ, màu hồng và bây giờ đang làm màu vàng. Sau khi làm màu vàng, hai bố con sẽ làm tiếp để các bạn cùng xem chiếc máy bay có đẹp không nhá và có giống mẫu không. Đây, bắp gậy chỗ này cho bố đây. Đó rồi. À, đây, chỗ đây, đây. Đấy, cũng được. Đấy, nhau kìa. Đấy, em bắp siêu quá. Chỗ này nữa này, đây đây. Thấy chưa? Đây, màu tím đây. Được rồi con ạ, giờ để bố đắp màu tím. À, chỗ đây cũng được. À, chờ bố quay sang cho. Chờ bố quay sang cho. Đây. Này đây, à, gậy cái đuôi nhá. Chúng mình cho màu tím nhá. Đấy, con gậy ra. Yeah. Thế là các mảng màu tím đã gậy. Bây giờ chúng mình chỉ việc cho cát vào. Sau đó còn mảng màu gì chúng mình sẽ làm. Đây, chúng mình cho cát vào mảng màu tím các bạn nhé. Rất đơn giản đúng không các bạn? Chúng mình chỉ cần vậy những màu cơ bản ra, sau đó chúng mình rắc cát vào và còn bao thừa bao nhiêu chúng mình đổ vào bát, vậy là xong một mảng. Đấy là cách làm tranh cát nhá. Vậy con lấy tay con kéo này ra cho bố. Được chưa? Được. Được bố xem nó dài không? Dài chứ. Ồ, con kéo cả cái này. Được chưa? Được. Cái này nữa. Để giỏi quá. Chúng mình tiếp tục cho màu vào nhá. Đó là màu xanh lá cây đấy các bạn. Đây, chúng mình dùng màu xanh lá cây. Chúng mình sẽ rắc vào những mảng màu chúng mình vừa gậy ra. Đẹp nhỉ? Nhìn màu tranh cát đẹp quá và thắm. Rất dễ làm, rất đơn giản mà rất rẻ nhá. Để bộ đỏ vào đây nhá. Uầy, vậy là gần xong rồi. Đâu, cho các bạn xem mới bạn bắp ơi. Uầy, các bạn ơi, đẹp quá. Cho màu xanh vào nhưng rất đẹp nhá. Có màu ấm đấy và màu lạnh. Và bây giờ còn những mảng màu tiếp theo. Đó là những mảng màu cuối cùng đúng không anh? Đây. À, đây con gậy đây. À, màu xanh ngay trời. Rồi, con gậy đi. Oh, cái này là màu đỏ, hai bố con mình quên đấy. Thế bây giờ chúng mình làm màu xanh xong chúng mình cho màu đỏ vào nhá. Đấy, hai bố con nhá, đây, bị sót màu. À đúng rồi, cái thân màu đỏ bên trong đúng không? Vâng. Không, đấy là màu xanh đấy con, bố đang làm màu xanh đấy. Đúng rồi, đẹp quá. Bị dính thì cho cát vào, thì cát bị dính ở đấy con. Vâng. Tụi mình trả lại màu xanh. À đây, hai con bắp còn thiếu một màu đỏ ở đây các bạn nhá.
Đúng rồi, về cơ bản là chiếc máy bay rất đẹp và rất rồng mẫu, nhưng mà bị sót một mảng. Bây giờ hai bố con sẽ bổ sung, nhưng mà không sao đúng không? Đúng rồi. Lấy tay nhất á, sư bố. Để bố lên mở, kéo ra. À, xong. Nhầm nè. Nhầm à? Em bắp mà bị nhầm. Quên. Yeah, vậy là đã xong chiếc máy bay rồi các bạn. Các bạn ơi, rất đẹp đúng không các bạn? Màu sắc nha, giống hệt hình mẫu. Và hai bố con làm màu rất thắm, rất êm, rất đúng màu. Chỉ sót một chút xíu thôi, sau đó chúng mình sẽ bổ sung. Vậy là bức tranh đã hoàn thiện rồi. Các bạn hãy nhớ chấm điểm cho hai bố con nha. Xem bức tranh của hai bố con được bao nhiêu điểm nhá. Vâng, bố Bắp cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của hai bố con Bắp các bạn nhá. Bye bye. Chào các bạn đi con. Bye bye. Bye bye, bye bye.